Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 23 giờ. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2024. Báo cáo với lại các thượng đế. Ngày hôm nay thì có 3 video giới thiệu 3 sản phẩm. Thì có hai thượng đế ở hai nơi. Một thượng đế ở Lạng Sơn là Trần Văn Chốt, đôi loa bát của hãng Bioner. Cái model đấy là CSF77 với một mức thóc là 250.000 đồng đô la bát. Người thượng đế thứ hai ở Tiền Giang đã trần văn chốt hai bộ cơ đài nội địa cả mô tư, hai bộ cơ là ba cái mô tư với một mức thóc là 60.000 một bộ, hai bộ là 120.000 đồng. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các thượng đế đã gửi chọn niềm tin vào số máy 0368888479. Và cũng một lần nữa xin cảm ơn các Thượng Đế đã đăng ký kênh Youtube của mình Cũng như chia sẻ kênh Youtube của mình cho người khác biết Buổi tối ngày hôm nay thì vẫn còn Tết Âm lịch này mới, mới ngày mùng 7 nha. Ngày mùng 7 Tết vẫn còn Tết Thế nên là trong nhà vẫn còn mồi mà đương nhiên rồi Với người khác thì không biết Chứ với người nông dân như mình Môi đẹp là phải làm tí nút lá chuối Nên Làm tí nút lá chuối Xong là lại làm bài ca bên cánh võng Thế thì làm vài ca bên cánh võng xong rồi Thì không có đài đoán gì cả Không đài đoán gì cả Vì trong người nó vẫn là cơ thể Coi như thế là như kiểu Nằm võng ấy Nha ấy cái tung bay tà áo tung bay thế nên là thôi không 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 sờ vào đài đóm nữa đương nhiên là sẽ sờ vào cái khác nhưng đài là không sờ đài không sờ đài, tí dụ như đóm này lại sờ đóm này hút thuốc lào Ngày sờ nhá đấy thì, à, buổi tối ngày hôm nay làm tín à, tí nút lá chuối đài đóm này không sờ thì lại coi như là ngẫu hứng lý qua cầu lại có bài thơ con cóc có bài thơ con cóc thì trước khi đi ngủ định làm cái video thứ nhất là báo cáo tình hình cái thứ hai là gửi lời cảm ơn tới các thượng đế trên giải chữ S cái thứ ba là cũng muốn chia sẻ cái bài thơ con cóc của mình nha thì thơ con cóc thì mọi người biết rồi thơ con cóc là những vần thơ của những người yêu thơ thế nhưng lại không có khả năng làm thơ. Đấy thì những cái vần đấy người ta tự cho là thơ để an ủi. Và những nhà thơ chính thống cũng phải công nhận rằng những cái vần thơ của những người yêu thơ mà không làm được thơ, những vần thơ của những người yêu thơ thế nhưng lại có sự hiểu biết nông cạn. Thì cái vần đấy gọi là thơ con cóc, thơ con cóc nhá. Yeah ấy ví dụ như con cóc nhảy đi con cóc ngồi đó đấy con cóc lại nhảy đi con cóc lại ngồi đó vân vân và vân vân hoặc là à, xa xa có một cái nhà nhưng mà không biết là nhà của ai đấy cũng là một cái à, hai cái câu thơ của con cóc của những người yêu thơ đấy. đấy, nhưng lại không có khả năng làm thơ mình cũng vậy thôi mình là người nông dân thì bản chất vấn đề là con trâu đi trước cái cày theo sau thế nhưng mà lại rất thích thơ đấy, đêm nằm nghĩ mãi chẳng ra tại sao ta lại không làm được thơ rất thích thơ thì mình chỉ đọc những thơ của người khác thôi. À, thế nên chính vì thế, cái tình yêu thơ nó to văn lớn. Thế thì nhiều lúc bảo thôi thì cũng cố ngồi ngồi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cố làm ra những cái vần thơ của mình. Tức là mình vừa đọc thơ của người ta, mình vừa đọc thơ của những nhà thơ chính thống, mình vừa có những cái bài thơ mà của mình nghĩ ra để mình đọc. Nha, để an ủi chứ đúng là đêm nằm nghĩ mãi chẳng ra tại sao ta lại không làm được thơ nghĩ nó tuổi thân nó mâm nó lại yêu thơ chứ chứ còn nếu không yêu thì còn nói cái chuyện gì nữa không yêu thơ mà không làm được thơ thì nó bình thường đây yêu thơ mà lại không làm được thơ nghĩ nó mới đau cái diều làm sao đau cái diều làm sao nhá cái đấy đấy là cái suy nghĩ của người nông dân Nha. nói thế cho nó nó dễ nhá đấy thế mà trước khi đọc cái bài thơ con cóc của mình ý thì ngắn gọn thế này thôi nhá không dài dòng văn tự nữa và cũng chuyển thể sang thành thơ 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 lục bát tức là thơ lục bát này thơ song thất lục bát này thơ thơ thất ngôn bát cú này thất ngôn tứ tuyệt này thơ Đường luật Đường nọ Đường kia vân vân và vân vân nếu có nhiều thể thơ thì mình cũng chưa nghiên cứu được cái thể thơ nào cả ấy cũng đọc rồi nhưng mà người xưa bảo là nước đổ đầu vịt ý, đọc rồi nhưng cũng chẳng nhớ cũng chẳng hiểu Đấy, thế nhưng mà những cái vần thơ con cóc của mình mình cũng cố gắng làm sao mà bố trí nó ở cái thể lục bát tức là câu trước là 6 từ 6 chữ thì câu sau là 8 chữ cứ như thế cho tới hết bài thơ nhá lục bát 68 đấy câu trước 6 chữ câu sau 8 chữ câu trước câu sau lại 6 chữ câu sau lại 8 chữ cứ như thế 6 và 8 8 và 6 nha đấy. thì cái câu mà để coi như thế là các đồng chí khi thưởng ngoạn cũng lượng thứ cho cũng được chuyển thể thành thơ. Bây giờ mình mình đọc nhá. Hôm nay ngắn gọn thế này. Đấy, cũng là sáu này. Hôm nay ngắn gọn thế này. Nếu không ạ. Đấy, câu trước là sáu nhá. Thế thì câu sau đó cũng phế đối với câu đối Đấy. Nếu mà chối tỉ, xin đừng mỉa mai. Đấy, vấn đề là nó ở cái chỗ đấy. Thơ thơ con cóc thì nghe hơi chối tai mà. Đấy, thế nhưng mà xin đừng mỉa mai nhá đọc lại này hôm nay ngắn gọn thế này thơ mà chối tỉ xin đừng mỉa mai đấy thế bây giờ nhá đấy là cái câu mà để các đồng chí khi thưởng ngoạn bài thơ của người nông dân khang 1861 thì cũng lượng thứ cho đấy cũng được chuyển thể thành thơ nhá hôm nay ngắn gọn thế này nếu mà chối tỉ xin đừng mỉa mai còn đây đây là bài thơ bài thơ này định chưa 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 nghĩ ra được tựa đề đấy. đấy bài thơ này không không học của ai cả không sao chép của ai cả bài thơ này là bài thơ của người nông dân khang 1861 tám sáu thế bây giờ mình đọc nhá mình đọc đọc thư đọc thư chứ không phải ngâm thư ngâm thư người ta phải có thứ nhất là chất giọng cái thứ hai là cái sự hiểu biết về thơ nó uyên thâm uyên bác thì người ta mới ngâm được cho mình nông dân thì không không ngâm được nha Đài kia ăn điện no rồi Mà sao nó lại cứ ngồi im re Vẫn e ơi hỡi vẫn e Mười năm nay đã phòng the im lìm. Vẫn im, ơi hơi vẫn im. Cũng bởi tại nó im lìm phòng the. Hồi trẻ, sức khỏe như trâu, Bà ấy con bào Sao lâu thế này Hồi trẻ bật như lò xo Bây giờ lại giống sâu đo thế này Đắm say ôi đắm với say, hồi trẻ ta đắm ta say cả ngày. Bây giờ ta đã già rồi. đắm say, say đắm, ôi thôi chịu rồi nếu mà bạn có giống tôi vỗ tay một phạt cho đời đỡ đau từ nay cho tới về sau chúng ta đoàn kết cùng nhau chơi đài nếu đài tẩm tịt không lên, chúng ta hãy gọi cho người nông dân. Tạm dừng ở đây số điện thoại của người nông dân để chúng ta gửi chọn niềm tin khi những chiếc đài Trần Văn Tịt. Đó là 036-8888. Bốn, bảy, chín. một lần nữa mong các đồng chí khi thưởng ngoạn cũng lượng thứ cho những vần thơ của người yêu thơ thế nhưng lại có cái sự hiểu biết nông cạn hôm nay ngắn gọn thế này thơ mà chối tỵ xin đừng mỉa mai trân trọng cảm ơn các đồng chí thân ái chào tạm biệt merci merci beaucoup